những bài văn mẫu lớp 2, đề bài, tả cảnh mùa xuân, bài làm mẫu số 1. Tháng 3 là tháng bắt đầu của mùa xuân, vào đầu tháng 3, tiết trời mát mẻ và ấm áp, ông mặt trời dọi những tia nắng vàng rực rỡ xuống mặt đất. Các loại cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, các loài hoa cũng đua nhau khoe sắc tỏa hương vào mùa xuân, vào những ngày xuân, em thường được ông bà, bố mẹ đưa đi chơi, em rất thích khung cảnh mùa xuân, vì khung cảnh rất đẹp và thoáng đãng em yêu mùa xuân và luôn mong chờ mùa xuân đến với đất trời quê em. Bài làm mẫu số 2, mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm, cũng là mùa đẹp nhất trong năm vì mang đến cho con người không khí ấm áp, vui tươi nhất. Mùa xuân thường gắn liền với Tết, thường bắt đầu vào tháng 1 và kết thúc vào tháng 3. Đây là khoảng thời gian thời tiết êm dịu, ấm áp, vẫn còn SSC lạnh nhưng có ánh nắng mặt trời. Mọi người vẫn luôn mong chờ mùa xuân đến, vì được đón Tết cổ truyền, được quây quần bên nhau ấm áp. Bài làm mẫu số 3, buổi sáng mùa xuân, cảnh vật như vừa lấy lại sức sống mới, khí trời e lạnh, gió thổi man mát, từng đợt gió nhẹ thoảng qua, cành lá khẽ lung lay để lộ ra những giọt sương long lanh huyền ảo. Mặt trời vừa mới nhô lên tỏa ánh nắng sưởi ấm vạn vật, chim hót díu rít đón chào ngày mới. Trong vườn, chị Hồng chợt tỉnh giấc rồi hòa vào đám bạn đang đua nhau khoe sắc. Các chú bướm bay dập dờn cùng bầy ong thợ chăm chỉ hút mật làm cho khu vườn thêm nhộn nhịp những bông hoa mai vàng thám bừng nở báo hiệu một mùa xuân ấm áp đã đến. Khung cảnh khu vườn như một bức tranh thiên nhiên rực rỡ được họa sĩ nào đó vẽ lên, bài làm mẫu số 4, thế là mùa xuân đã đến. Tiết trời ấm áp xua tan cái lạnh giá của mùa đông, mùa đông, cây cỏ héo khô, muông thú đi tìm nơi tránh rét, xuân sang, cả đất trời như bừng thức dậy, trong làn không khí trong lành, tươi mát, thoang thoảng mùi thơm dịu dàng của muôn hoa, cây cối đâm chồi nảy lộc, chim chóc đua nhau hót líu lo, mùa xuân thật diệu kỳ, bài làm mẫu số 5. Không gì thú vị bằng được thả mình trong chiều xuân ấm áp của quê hương. Chiều xuân không mang vẻ sao xác hơi may của chiều thu, cũng không ủ rột như chiều đông, cũng chẳng mang vẻ gay gắt như chiều hè. Chiều xuân không giống chiều nào trong năm mà nó mang một vẻ đẹp rất riêng. Gió thổi nhẹ nhẹ làm cho khung cảnh chiều xuân thật dịu êm, những hàng cây thong rong ngắm cảnh mây trời thấp thoáng đàn chim én bay về sau cuộc hành trình xa xôi, lũy tre làng xào sạc trong gió xuân, tiếng sóng vỗ ịu ạp cuối chân trời, màu sắc của chiều xuân thật rực rỡ, khi ánh hoàng hôn buông xuống, tấm áo trong xanh của biển bỗng thay bằng chiếc áo lụa đào, trong chiều xuân ấm áp như vậy, ai cũng cảm thấy bâng khuâng, bài làm mẫu số 6, hôm nay là một ngày xuân đẹp trời, bầu trời trong xanh không gợn chút mây, những đàn én díu dít bay về để đón mùa xuân ấm áp. Khi bác mặt trời vừa vươn mình ra khỏi tấm chăn mây thì những ánh nắng tinh nghịch vội chui qua những kẽ lá để nhảy xuống mặt đất. Nhìn từ xa những chị mây trông như những con thú kỳ lạ, chị em nhà gió vừa đi vừa hỏi thăm bác mặt trời: "Bầu trời trông thật đẹp." Bài làm mẫu số 7. Trong 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông em thích nhất là mùa xuân ấm áp. Xuân về mang theo những tia nắng ấm đầu tiên sau một mùa đông lạnh giá, sưởi ấm vạn vật và đất trời. Cây cối đâm chồi nảy lộc, những chiếc lá non xanh mơn mờn hé lộ ra giữa trời xuân những chùm hoa nhỏ li ti xuất hiện trên những cây bưởi cây cam cây nhãn xuân về tết đến ai cũng bận rộn chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đáng nhớ người người đi chợ xuân mua đồ tết nhà nhà cùng nhau gói bánh trưng xanh mỗi dịp tết đến nhà em lại về quê thăm ông bà và họ hàng em được mọi người mừng tuổi cho những phong bao lì xì đẹp mắt mẹ em nói những phong bao ấy là lời chúc tốt đẹp nhất của người lớn dành cho em khi em thêm một tuổi mới. Em rất yêu mùa xuân và mong chờ mùa xuân năm nay, bài làm mẫu số 8. Từng tia nắng ấm áp dần xuất hiện khiến em chợt nhận ra rằng mùa xuân đã về thật rồi. Thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng chim âu oh an hót vang giữa không gian, bầu trời không còn xám xịt như mùa đông nữa, những đám mây trắng lại dần xuất hiện. Cây hoa trước cửa nhà cũng hé lộ những nụ hoa nhỏ xinh cùng những chiếc lá xanh non nhỏ xíu cả thảm cỏ cũng tràn ngập một sắc xanh mơn mờn đầy sức sống. Dù tiết trời còn lạnh nhưng đã không còn cái giám út mà nàng tiên mùa đông mang đến nữa. Cây đào nhà ao đã điểm những bông hoa nhỏ xinh trên cành lá, đua nhau khoe sắc thám. Trên con đường đến trường, em đều có thể thấy được những sắc màu khác nhau trong khu vườn của mọi người. Hương thơm của hoa, của nắng, của gió, tất cả hòa quyện vào với nhau trong không gian, khiến con người cảm thấy thoải mái và thấy mình như trẻ hơn, khỏe hơn ai cũng vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc mùa xuân kỳ diệu như vậy đấy vậy nên nó chính là mùa đầu tiên trong năm cũng là mùa được em yêu thích nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé tạm biệt và hẹn gặp lại